Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Trung Quốc phun vòi rồng ở Trường Sa. Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 18 tháng 11, trước yêu cầu bình luận về việc cơ quan phòng vệ đảo Đài Loan cho biết, vừa qua, một tàu ngầm của Đài Loan đã tham gia tập trận hải quân ở đảo Hòa Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, mọi hoạt động tuần tra và diễn tập quân sự của Đài Loan tại vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Bà Hằng nói thêm, như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Đài Loan chấm dứt các hoạt động trái phép nêu trên và không tái diễn trong tương lai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh. Cũng tại buổi họp báo, trước khi hỏi phản ứng của Việt Nam về việc ngày 18 tháng 11, Bộ Ngoại giao Philippines lên tiếng chỉ trích tàu hải cảnh của Trung Quốc dùng vòi rồng chặn đường, ngăn chặn tàu Philippines tiếp tế cho lực lượng đồn trú trái phép trên bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ. Lập trường của Việt Nam về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và vấn đề Biển Đông là rõ ràng và nhất quán. Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 trong mọi hoạt động ở khu vực trên Biển Đông, không có hành động làm phức tạp tình hình, góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực.